ca sĩ Ngô Quốc Linh qua đời. Đại diện gia đình của ca sĩ Ngô Quốc Linh cho biết, nam ca sĩ qua đời vào lúc 17 giờ ngày 11 tháng 12 tại bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thành phố Hồ Chí Minh. Người nhà của nam ca sĩ chia sẻ, anh Linh mắc Covid-19 và nhập viện điều trị tại bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Sau một tuần anh đột ngột qua đời, anh ra đi là mất mát lớn với gia đình và đồng nghiệp. Sự ra đi của nam ca sĩ khiến đồng nghiệp thương tiếc. Ca sĩ Lâm Vũ cho biết, biết tin anh Linh mất khi được anh trai thông báo mà tôi không tin nổi. Cuộc sống vô thường quá anh ơi. Gần đây em vẫn liên lạc với anh và hỏi han sức khỏe, anh về với Chúa bình yên nhé. Thật sự em vẫn bàng hoàng lắm, cuộc gặp gỡ giữa anh em mình từ đây khép lại. Ca sĩ Ngô Quốc Linh sinh năm 1980, tên thật là Nguyễn Duy Đức, sinh ra ở Thừa Thiên Huế. Anh trải qua hơn 10 năm theo đuổi con đường nghệ thuật. Nam ca sĩ được khán giả nhớ đến với dòng nhạc trữ tình quê hương. Các ca khúc của nam ca sĩ được công chúng yêu mến có thể kể đến như Thư tình cuối mùa thu, Chuyện hoa sim, Tuổi nàng 15. Hồng ngự mang tên em Miền Trung mưa lũ, nội tôi, tỉnh em.